Một bé rồng nam Mỹ nhỏ như thế này, đâu ai biết trước được sau này bé sẽ lớn như thế nào. Đây, mọi người xem nha, bé rồng này đã được gần 1 năm tuổi rồi nè. Các bạn có thấy bé phát triển và lớn nhanh không? Hoàn toàn ăn chay luôn đó. Món ruột là rau muống nha mọi người. Đây là một bé rồng nam Mỹ Red Iguana. Khi lớn, màu trên da của bé rất đẹp và cải thiện rất nhiều so với lúc nhỏ. Bởi vậy, nhiều bạn nói rồng nam Mỹ và kỳ nhông giống nhau. Đấy, mọi người nhìn xem, làm sao mà giống được. Rồng nam Mỹ ngầu như thế này cơ mà. Các bạn có thích một bé thú cưng siêu ngầu như thế này để đặt tên và làm bạn không?